Yo anh em ơi, thế hệ thứ 9 của Pokemon đã chính thức được công bố rồi, đó là Pokemon Scarlet và Violet. Đây sẽ là một tựa game thế giới mở theo như quảng cáo ở trên trang chủ. Còn nó mở được đến đâu thì chúng ta phải đợi game ra vào cuối năm nay đã. Phần game này sẽ được lấy bối cảnh ở Tây Ban Nha, còn có thể gộp cả Bồ Đào Nha luôn nữa, bởi vì theo như hình ảnh bản đồ trong trailer thì nó sẽ bao gồm cả cái bán đảo Iberia. Trên logo tiếng Nhật của game này có đính một viên đá quý gì đấy. Theo như truyền thống từ Gen 6 cho đến giờ thì đây sẽ là điểm trọng yếu trong cốt truyện cũng như cơ chế chiến đấu của game này. Đây có thể là kiểu lăng kính, khuếch tán sắc tố của ánh sáng ra thành nhiều màu khác nhau, bởi vì hai màu ngoài cùng của cầu vồng là màu đỏ và màu tím. Xa xôi và ít liên quan hơn một tí nữa thì chúng ta có tia hồng ngoại và tia tử ngoại tương ứng với hai màu này. Và biết đâu có thể liên quan đến hai Pokemon huyền thoại hoặc là Pokemon phản diện của game này thì sao? Nhân tiện cùng với cái bối cảnh này thì chúng ta có thể liên hệ đến chính phủ đệ nhị Cộng hòa Tây Ban Nha và cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha vào thập niên 30 của thế kỷ 20. Lá cờ của họ cũng có màu đỏ và tím và màu vàng ở giữa. Có thể cốt truyện của game cũng sẽ xoay quanh một cuộc chiến giữa hai phe cánh đối lập hoặc là hai Pokemon huyền thoại đối lập như là Gen 3. Thật ra ở trong trailer cũng đã xuất hiện rất nhiều lần hình ảnh quả cam và chùm nho, thậm chí chúng còn xuất hiện dưới dạng hai cái gia huy ở hai bên cánh cửa, cho nên khả năng các phe cánh đối lập gây chiến với nhau là khá cao rồi. Nếu như anh em hỏi tôi là quả cam tại sao lại màu đỏ, tôi đoán thế thôi. Quần áo của nhân vật chính ở bản Scarlet cũng là màu cam mà. Thực sự thì tôi cũng không phải là người hay giả thuyết cho lắm. Đây cũng chỉ là thông tin mà tôi xem anh em chém gió ở trên Reddit rồi lượm lặt mấy cái mà tôi cho là liên quan thôi, cũng như là thông tin mà nhiều anh em đã gửi về cho tôi. Đồ họa của game này thì dĩ nhiên anh em khó có thể đòi hỏi một con game chạy trên máy Switch cầm tay với hệ thống phần cứng hạn chế cùng dữ liệu của cả nghìn Pokemon mà có thể sánh ngang với mấy ông game PC hay là PS5 được. Cho nên cũng dễ hiểu khi mà các chi tiết chất liệu bề mặt trong game nó không được rõ nét. Nhưng về mặt thiết kế môi trường thì phải công nhận là đã khá hơn con Sword Shield và Legend Arceus rất nhiều rồi. Đặc biệt là cái nhà của nhân vật chính rất đẹp mà chúng ta sẽ một đi không trở lại này, giống như kiểu họ đầu tư tất cả nguồn lực vào cái cảnh này vậy. Nhưng dù sao đấy cũng là một điểm cho sự tiến bộ. Về ba Pokemon khởi đầu, nếu như so với màn giới thiệu Pokemon khởi đầu của Gen 8, chúng ta có hẳn một đoạn animation 3D để phô diễn tính cách và tính chất của các em. Như là Scorbunny thì chạy ra lửa, Sobble thì tàng hình dưới nước, rất là sống động và nhiều thông tin, thì lần này chúng ta chỉ có hình ảnh 2D của chúng nó trên tường thôi. Pokemon hệ cỏ tên tiếng Anh là Sprigatito, tên tiếng Nhật là Meowha. Đây là Pokemon mèo nhỏ với tính cách thất thường và rất thích được chú ý, anh em biết đấy, giống như tất cả những con mèo trên đời. Em này thì thoạt nhìn có vẻ đơn giản chỉ là một con mèo màu xanh, nhưng nếu để ý đến những chi tiết nhỏ trên bộ lông thì có thể thấy được một cái yếm hình chiếc lá trên cổ. Lông ở hai bên má thì trông giống như một cái chi tiết trang trí có thể thấy trên rất nhiều kiến trúc châu Âu. Và đặc biệt trên mặt em ấy có một phần họa tiết đậm hơn trông giống như mặt nạ. Pokemon này liệu có thể sẽ tiến hóa thành mèo đi hia chăng? Cơ mà cầu mong đừng có biến thành một con cỏ giác đấu là được. Pokemon hệ lửa tên tiếng Anh là Fuecoco, tên tiếng Nhật là Hogeta. Pokemon cá sấu lửa có tạo hình khá giống quả ớt. Đây được miêu tả là một Pokemon có tính cách thư thái, làm những gì nó thích với tốc độ mà nó thích, hay có thể nói nó rất là chill-y. Em này có lẽ là có ngoại hình đặc biệt nhất trong ba Pokemon khởi đầu, kiểu như cái style vẽ của nó khác hẳn luôn vậy. Nhưng nó cũng không có chi tiết nào để liên tưởng nhiều lắm ngoài cái thân hình quả ớt của nó, vậy nên có lẽ phải đợi xem dạng tiến hóa của em ý sẽ như thế nào. Chắc là ta sẽ không được thấy một con rồng lửa đâu, bởi vì nếu như thế sẽ có một đứa con cưng nào đấy rất buồn cho mà xem. Pokemon hệ nước, tiếng Anh là Quaxly, tên tiếng Nhật là Kuwasu. Pokemon vịt con được miêu tả là có tính cách rất nghiêm trang và sạch sẽ, có thể thấy qua bộ lông trắng muốt và mái tóc được chải gọn gàng của em nó. Tông màu trắng xanh, tính cách nghiêm trang cộng với hoa văn hình sóng biển ở trên mũ, có thể em vịt này được thiết kế theo hướng hải quân, giống như vịt Donald. Thực sự thì tôi cũng không giỏi trong việc đặt giả thuyết cho lắm, cho nên cũng chỉ có thể sơ lược ngắn gọn như thế thôi. Ông nào đầu óc vĩ mô hơn mà nhìn ra được nhiều thứ thì xin mời trổ tài nhé. Hiện tại thì tôi cũng bị F0 cho nên không thể nói dài được. Đại khái đó là những thông tin đầu tiên mà chúng ta có về thế hệ thứ 9 của Pokemon. Có lẽ đợt update tiếp theo của nhà Game Freak nếu mà nhanh thì cũng phải 3 tháng nữa.
Hãy cùng chờ xem chúng ta có thể thấy những gì mới mẻ nhé. Bối cảnh là Tây Ban Nha mà không có con Taurus nào dạng tiền hóa hay là dạng vùng miền thì anh em biểu tình luôn đấy. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video ngắn này. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé. Peace.